Chờ Vân múc ra một ít để thưởng thức cho cả nhà xem nhé. Rồi cho Vân ướp bỏ tủ lạnh này cả nhà. Nhìn ngon không? Ướp sả, tỏi, băm, sa tế, tương ớt với là hạt nêm. Với Vân có ướp sữa nữa cho bò kho nó mềm đó cả nhà. Sữa đặc. Bên đây tỏi xả phi cũng thơm này, ba Vân cũng mới cho miếng cà ri vô để mà cho nó màu nó đẹp đó cả nhà. Giờ Vân sẽ cho bò vô luôn. Thơm quá trời cả nhà ơi, quá trời thơm. Giờ nó sao lại mình cho nước dừa vô cả nhà. Nước dừa vô. Mình cho thêm một phần nước lạnh nữa. Ở đây Vân cũng chuẩn bị cà rốt một chút nữa nó mềm bò rồi mình bỏ cà rốt vô cả nhà. Bây giờ bò cũng mềm rồi Vân cho cà rốt vô luôn cả nhà. Cà rốt này thêm 30 phút nữa là ăn được đấy. Vậy là xong rồi đó cả nhà. Hôm nay mình ăn đơn giản là trứng khô với hành nha cả nhà. Trứng khô với hành. Nước sốt là Vân làm nước mắm nè, tiêu nè, hạt nêm với là tương ớt với là đường. Nhiên liệu thì có nhiều đây thôi nè cả nhà. Xong bữa ăn của Vân rồi đó. Giờ tỏi thơm rồi mình cho nước sốt vô luôn. Mình bỏ thêm một miếng nước vô nữa cả nhà. Rồi nó thơm vô. Vân để cho nước nó sạch lại, Vân đặt trứng vô nữa là xong. Rồi bỏ hành vô nữa là xong. Bỏ ớt vô cho nó cay vẫn ngon nữa. Nước thì nó cũng đặt sệt đây nè, Vân đặt trứng vô luôn. Đây Vân đặt vô hai cái trứng nữa, bây giờ thì mình cho hành vô nữa là xong hết cả nhà. Giờ Vân vừa cho hành lên, xong bây giờ Vân sẽ gắp tiêu lên. Vậy là xong bữa cơm chiều rồi nè cả nhà ơi. Đơn giản vậy thôi chứ ăn ngon lắm á cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm chiều cùng Vân nhé. Đơn giản vậy thôi nhưng mà rất là tuyệt vời, thử. Ngon quá cả nhà. Vân ăn ít cơm. Trứng lúc nãy Vân kho cũng còn hơi sống sống. Giờ nồi bò kho của Vân cũng mềm rồi nè cả nhà. Vân bỏ hành tây vô luôn. Ngon quá. Vân có bỏ rau thơm lên nè cả nhà. Vân không có bỏ bột năng cho nên nó không có sệt ra quánh quánh lại cả nhà. Nhưng mà Vân nấu nước dừa không mà ăn ngon lắm. Nóng quá. Bò kho này Vân nấu 2 tiếng. Mời cả nhà nhé. 2 tiếng rồi đó cả nhà. Mềm lắm. Mềm ngon lắm. Vân có bỏ thêm rau thơm ăn cho nó thơm. Củ hành. Ngon quá. Củ hành còn giòn giòn gì Vân mới bỏ vô. Mềm ngon quá.